Tổng thống Mỹ đã đặt bút ký lên cái giai đoạn 1 của Hiệp định Đàm phán Thương mại Mỹ-Trung. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ chốt dẫn đến thị trường tài chính toàn cầu nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng giảm điểm trong thời gian vừa qua. Vậy tại sao khi mà Tổng thống Mỹ đặt bút chính thức ký vào cái giai đoạn 1, tức là cái Hiệp định Đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ giai đoạn 1, thì thị trường chứng khoán Việt Nam không hề có những cái dịch chuyển tích cực như anh chị và các bạn vẫn mong muốn. Vậy đâu là cái nguyên nhân dẫn đến tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam, và nó đã và đang ảnh hưởng như thế nào tới cái xu hướng dài hạn của thị trường chứng khoán nói riêng và các cái kênh đầu tư ở Việt Nam nói chung? Có vài điểm chúng ta cần phải lưu ý như sau. Cái điểm thứ nhất là phần lớn các chuyên gia trên thị trường đều đánh giá rằng là thương mại Mỹ-Trung là một trong những nguyên nhân chủ chốt dẫn đến cái xu hướng thị trường xấu trong thời gian vừa qua, tác động tới cái sự dịch chuyển của các cái quỹ đầu tư trên thế giới và tác động nhiều tới cái dòng tiền tham gia vào thị trường tài chính nói riêng và các kênh đầu tư ở Việt Nam. Nhưng rõ ràng là khi mà những cái tin tức xấu của các vấn đề liên quan tới cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung diễn ra thì nó tác động ngay lập tức tới thị trường chứng khoán và tác động lan tỏa sang các cái lĩnh vực đầu tư khác của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng những thông tin tốt, tích cực và có những cái dấu hiệu là cuộc chiến Mỹ-Trung đang tạm gác trở lại hoặc là đình chiến, hoặc có thể nói theo một cái ý khác đó là ván cờ đang bước sang giai đoạn tàn. Mà ván cờ bước sang giai đoạn tàn thì tại sao nó lại vẫn không tác động tích cực lên thị trường tài chính, nó lại vẫn không tác động tích cực lên nền kinh tế Việt Nam? Nguyên nhân nào dẫn đến câu chuyện đó thì chúng ta sẽ làm rõ trong video ngày hôm nay. Cái điểm thứ nhất là chúng ta phải hiểu được rằng là trong bất kỳ các cái thị trường nào, kể cả thị trường tài chính và các thị trường bất động sản, thì trong một cái xu hướng dài hạn thì nó luôn luôn diễn ra những cái xu hướng ngắn hạn, những cái gọi là giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn để tạo đà tích lũy cho một cái xu hướng dài hạn hơn. Nếu chúng ta nhìn thị trường ở khía cạnh tính theo năm thì cái chu kỳ của thị trường nó kéo dài từ 10 tới 20 năm. Thì chúng ta không khó để nhận ra rằng thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản và bất kỳ một kênh đầu tư nào nó cũng đều dịch chuyển theo hướng, tức là vài ba năm tăng thì sẽ có ít năm suy giảm và khó khăn. Và nếu như chúng ta nhìn ở cái khuynh hướng thị trường tính theo quý, tính theo tháng thì rõ ràng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có gần 2 năm bước vào một cái đợt gọi là suy giảm và kém hiệu quả. Kể từ tháng 4 năm 2018 tới nay là đã chuẩn bị kết thúc là tháng 12 năm 2019, tức là còn khoảng tầm 3-4 tháng nữa thì chúng ta đã đạt được cái khoảng thời gian xấu của thị trường là khoảng 24 tháng. Vậy thì khi mà các cái tác động mà ở phía gọi là kinh tế của toàn cầu tác động và có những cái thông tin tiêu cực thì ngay lập tức thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng ngay. Khi mà thị trường chứng khoán Mỹ giảm 1.000 mấy điểm vào nửa cuối năm 2017 thì thị trường chứng khoán Việt Nam có những cái phiên giảm khủng khiếp lên tới 60-70 điểm. Sau đó thì hồi phục và đến đầu năm 2018 thì suy giảm hẳn và đưa thị trường từ mức 1.200, mất rất nhiều thời gian, phải gần 10 năm để chúng ta lấy lại cái mốc 1.200 của năm 2008, năm 2007-2008. Vậy mà chỉ trong vòng có vài tháng thôi, tháng 4 tới tháng 7 năm 2018 thì thị trường của chúng ta đã đào về vùng thấp nhất của thị trường là 850 điểm. Như vậy thì khi mà sự ảnh hưởng này nó liên đới rất là mật thiết đối với lại các cái thông tin. Nhưng khi cái thông tin tích cực thì nó lại gần như không ảnh hưởng, mà thị trường của chúng ta không những thế lại còn suy giảm, giảm khá là mạnh trong vòng khoảng 5 tuần, 6 tuần trở lại đây. Và cái đợt suy giảm vừa qua thì nó giảm từ 1.020 điểm mà giảm về thời điểm thấp nhất là 950 điểm. Tức là mất đâu đó khoảng tầm 75-80 điểm, gần 7%, gần 8% trong vòng có khoảng 5 tuần giao dịch. Vậy nguyên nhân nào lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đó là những câu hỏi và rất nhiều những chuyên gia tài chính trên thị trường luôn đặt ra và đang đi tìm cái lời giải đáp. Bởi vì
ngày hôm qua, đấy, chính xác là ngày hôm qua, sáng ngày hôm nay thì cái thông tin rõ nét là cái đặt bút ký chính thức không còn là chỉ là đồn đoán nữa, mà Tổng thống Mỹ đã đặt bút ký chính thức vào cái giai đoạn 1 cơ bản là cái Hiệp định Thương mại Mỹ-Trung, tức là gọi là cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã ngưng lại, tạm ngưng lại và gác lại, không đánh thuế vào ngày 15 tháng 12 nữa, và có thể sẽ giảm thuế ở một số các cái gói áp thuế trước đó, cũng như là những cái cam kết mà người Trung Quốc hứa với người Mỹ. Điều này là điều mà chúng ta thực sự là rất là quan tâm. Nói đến đây thì anh chị và các bạn đã bắt đầu có thể mường tượng ra được một cái câu chuyện, đó là rõ ràng là những cái thông tin liên quan tới tình hình kinh tế thế giới nó chỉ có một cái ảnh hưởng nhất định nào đó lên cái thị trường chứng khoán Việt Nam, lên cái nền kinh tế Việt Nam thôi. Mà chủ yếu là chúng ta vẫn phải xem xét lại cái nội tại kinh tế của Việt Nam cũng như cái xu hướng của thị trường trước đó. Liệu trước đó đã tăng nhiều chưa? Đã tăng nóng chưa? Đã có những cái gọi là xu hướng cụ thể như thế nào? Và nền kinh tế Việt Nam, sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam như thế nào? Thì đó mới thực sự là nguyên nhân chủ chốt tác động lên thị trường chứng khoán, lên nền kinh tế Việt Nam. Và hơn ai hết thì chúng ta phải hiểu được rằng là có một cái chu kỳ tăng giá mạnh trước đó thì chắc chắn sẽ có một cái đợt điều chỉnh. Nhu cầu, cung cầu của thị trường nó phụ thuộc và chủ yếu vào các cái quyết định mua bán của các nhà đầu tư. Và khi mà những cái quyết định được tác động lên thị trường, nguyên do chủ yếu đến từ việc là các nhà đầu tư chốt lời. Khi mà cái tâm lý yếu bị tác động bởi những cái thông tin giống như là một cái chất xúc tác để đẩy người ta vào cái thế, tức là người ta chốt lời, muốn chốt lời hoặc là hiện thực hóa lợi nhuận, thì nó sẽ kéo theo một cái gọi là cái xu hướng domino, cái xu hướng gọi là hòn tuyết lăn ấy, tức là nó sẽ dẫn đến cái nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản nói riêng sẽ gặp khó khăn trong một giai đoạn. Nhưng mà sau khi mà gặp khó khăn trong một cái giai đoạn và đưa thị trường về một cái điểm cân bằng trong khoảng thời gian khá là dài, từ một vài năm, thì chắc chắn rằng là sớm hay muộn thì nó cũng sẽ tăng giá trở lại. Và cái việc tăng giá trở lại đó thì chắc chắn sẽ lại được giải thích bởi vì cái thông tin, ví dụ như kinh tế thế giới, đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã thành công, rồi là cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã đi vào hồi kết, rồi là những thông tin này, thông tin kia. Nhưng thực ra bản chất của sự việc nó vẫn đến từ cái cung và cầu, cái nhu cầu và cái việc mà diễn ra theo cái đúng quy luật tự nhiên của thị trường, tức là có tăng giá thì sẽ phải có giảm giá. Và cái việc đó thì khi mà chúng ta nhìn nhận, đánh giá cái xu hướng của thị trường cho dài hạn thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết ra được cái câu chuyện đó thôi. Không khó để làm câu chuyện đó. Với những người mà đã có nhiều năm thâm niên gọi là kinh doanh, đầu tư trên thị trường chứng khoán, kinh doanh đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, đã trải qua rất là nhiều cái con sóng tăng giảm thì sẽ cảm thấy rất là gần như là không bị tác động nhiều, bởi vì thị trường bản gốc nó là như vậy. Còn đưa ra những cái lý do như chúng tôi đưa ra cho anh chị và các bạn trong rất nhiều video trước đó thì chẳng qua là để làm an lòng quý anh chị và các bạn, hoặc là để giải thích cho quý anh chị và các bạn một vài các cái nguyên nhân để anh chị và các bạn có thêm cái căn cứ để ngồi lê chém gió, hay là gọi là có thể là lấy cái thứ để giải thích cho bạn hiểu là nguyên nhân tại sao thôi. Nhưng mà về cái quy luật tự nhiên, cái quy luật tổng quát của thị trường thì nó luôn luôn diễn ra như vậy, và chúng ta cũng cần phải lưu ý để có thể nhìn nhận và đánh giá thị trường cho nó đúng hơn, và tham gia đầu tư kinh doanh cũng như rút khỏi thị trường vào những cái thời điểm nó phù hợp. Đừng để bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin mà khi mà nó đã đăng lên báo chí rồi, nó đã có trên đầy các mặt báo rồi, thì thực sự nó không còn là cái thứ có giá trị sử dụng trong cái quá trình đầu tư nữa. Mà những cái thông tin khi mà nó giống như là một số các cái sắc tăng trên truyền hình Việt Nam thường nói, thông tin mà đã quá rõ ràng thì nó không còn giá trị, cái mà còn đang mập mờ thì nó mới có nhiều giá trị. Nơi mà nó đã rõ ràng, cơ hội đó rõ ràng thì nó sẽ không còn cho anh chị và các bạn nữa. Do đó thì đây cũng là một trong những cái video mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý anh chị và các bạn một vài cái góc nhìn khác về cái xu hướng, đánh giá cái xu hướng đầu tư. Và sắp tới đây thì Thắng ơi sẽ ít hơn trong cái câu chuyện là đưa ra những cái video để giải thích chi tiết với anh chị và các bạn về cái câu chuyện là thị trường nó nguyên nhân vì sao. Chúng tôi sẽ có nhiều những video mà nói thẳng vào vấn đề hơn,
đưa ra những cái khuyến nghị cụ thể cho anh chị và các bạn về cái xu hướng thị trường hơn, và sẽ ít giải thích hơn. Mong rằng là nó cũng sẽ là những cái vlog, những cái video mà sẽ không làm cho quý anh chị và các bạn thất vọng. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn, và kính chúc anh chị và các bạn có những cái ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc.